Nếu như mọi người đang tìm một chiếc tai nghe để có thể nghe audio, nghe podcast để khi mà mọi người đi làm hoặc là đi tập thể dục thì đây sẽ là video dành cho mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với channel của Thiên Vũ Audio và mình là Thông. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một mẫu tai nghe mới vừa ra mắt vào tháng 10 năm 2021. Có một cái giá thành và một cái chất lượng cũng như là thương hiệu khá là nổi tiếng, khá là ok. Và thương hiệu mình muốn nói đến đó chính là thương hiệu Yara. Thì mình sẽ giới thiệu sơ về thương hiệu Yara cho mọi người biết. Đây là một thương hiệu chuyên cung cấp những cái giải pháp về giao tiếp không dây. Ngoài ra đây là một nhãn hiệu chuyên sản xuất những cái dòng tai nghe không dây cao cấp dành cho những thiết bị di động. Trước mặt mọi người đây là chiếc Yara A-Line 3 có mức giá chỉ dưới 3 triệu đồng nhưng mà sẽ gồm có một số tính năng như là kết nối Bluetooth 5.2, chống nước IP55. Ngoài ra thì nó còn có tính năng chống ồn chủ động và trên mỗi chiếc tai nghe đều được tích hợp hai mic và nó có thêm một cái app để mọi người có thể điều chỉnh, điều khiển những cái reset, những cái chất âm mà mọi người nghe, mọi người cảm thấy phù hợp với mình. Thì ngay bây giờ mình sẽ mở hộp chiếc tai nghe này ra cho mọi người xem là bên trong phụ kiện nó gồm những gì và sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người về những cái tính năng đặc biệt của nó. Đây là cái phụ kiện của chiếc tai nghe này, sẽ bao gồm một cái cáp sạc USB Type-C, một cái tiếp gồm có hai bộ tiếp size S và size L để cho mọi người gắn, nó sẽ tùy thích vào cái khung tai của mọi người. Ở đây thì có một cái cuốn sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn này thì tiếng Anh không à, nó không có tiếng Việt. Ok, và đây là cái hộp sạc của tai nghe, thì bên trong đây là một bộ tai nghe. Rồi đầu tiên thì mình sẽ nói về cái thiết kế của chiếc tai nghe này. Đây là một thiết kế khá là nhỏ gọn và cái chất liệu của nó thì được làm bằng nhựa. Thì với cái chất liệu được làm bằng nhựa như thế này á, thì nó sẽ có khả năng chống chịu va đập rất là tốt. Ngoài ra thì cái hộp sạc của nó thì có kích thước khá là nhỏ gọn. Ở đây có tích hợp một cái nam châm này, mọi người nhấn vào thì nó sẽ tự động hít vào như thế này. Đối với màu sắc thì chiếc tai nghe này sẽ có 4 màu cho mọi người thoải mái lựa chọn. Đó chính là màu đen xám như thế này, màu xanh navy, màu trắng và màu tím nhạt. Thì mọi người thoải mái lựa chọn trong cái phong cách, cái sở thích của mọi người. Tiếp theo thì ở trên tai nghe này sẽ gồm thiết kế gồm mỗi tai nghe nó sẽ có hai cái mic như thế này và một đầu mic dùng để thu cái giọng nói của mọi người và một cái đầu mic dùng để lọc những cái tạp âm, những cái tiếng ồn. Phía bên hông đây là một cái nút bấm vật lý thì mọi người nhấn vào rất là nhẹ, sẽ không có gây cái cảm giác đau tai cho mọi người. Thì đối với những tai nghe có nút bấm vật lý như thế này thì mình rất là thích. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mọi người sử dụng những cái tai nghe mà nó cảm ứng thì khi mà mọi người đưa lên tai, mọi người điều khiển cái, điều chỉnh cái vị trí của tai nghe thì mọi người vô tình chạm vào những cái phím cảm ứng đó thì nó sẽ chuyển chế độ hoặc là đổi bài hát hoặc là nó tạm dừng bài hát thì rất là khó chịu. Nhưng mà đối với những cái tai nghe có cái phím bấm vật lý như thế này thì nó rất là tiện lợi cho mọi người. Đây là một cái đầu của tai nghe, thì cái đầu này nó có cái kích thước là 6mm thì nó chắc chắn là nó sẽ tạo ra cho mọi người một cái âm thanh rất là ok, rất là tuyệt vời. Thì với cái thiết kế này thì mình thấy nó khá là nhỏ gọn và rất là tiện lợi. Khi mà mọi người đeo vào thì mọi người chỉ cần nhấn và xoáy vào thôi thì nó rất là tiện lợi cho mọi người. Khi mà mọi người đeo những cái tai nghe này vào thì mọi người đội nón full face vô thì nó sẽ không bị cứng, nó sẽ không có bị vướng. Tiếp theo thì mình sẽ nói về tính năng của chiếc tai nghe này cho mọi người tìm hiểu. Đầu tiên là mình sẽ nói về cái chế độ kết nối Bluetooth 5.2. Thì đây là một cái chế độ kết nối Bluetooth mới nhất ở thời điểm hiện tại. Nó sẽ giúp cho cái trải nghiệm nghe nhạc, xem phim của mọi người được tốt hơn bởi vì cái độ trễ của nó rất là thấp. Ngoài ra thì cái chất lượng âm thanh của nó mang lại cũng rất là ok. Một chế độ tiếp theo đó chính là chế độ chống nước IP55. Thì đối với chế độ chống nước IP55 thì khi mà mọi người sử dụng ở chiếc tai nghe để mà hoạt động tập luyện thể dục thể thao thì mồ hôi nó sẽ không có bị thấm vào chiếc tai nghe của mình, nó sẽ không có làm hỏng chiếc tai nghe của mình.
Ngoài ra thì mọi người có thể sử dụng chiếc tai nghe này có thể đi dưới những cơn mưa nhẹ mà không có sợ làm ảnh hưởng đến chiếc tai nghe. Nhưng mà mọi người lưu ý là không nên để chiếc tai nghe này rơi xuống nước, tại vì mình nghĩ là khi mà mọi người làm rơi xuống nước thì chắc chắn nó sẽ bị hỏng. Phần tiếp theo là về phần dung lượng pin của chiếc tai nghe này. Chiếc tai nghe này có khả năng nghe liên tục trong vòng 7 tiếng đồng hồ, và cái hộp sạc này có thể sạc 3 lần đầy chiếc tai nghe cho mọi người. Và nó có một cái tính năng đặc biệt, đó là tính năng sạc nhanh, thì chỉ cần mọi người bỏ vào hộp sạc 10 phút là mọi người có thể sử dụng liên tục trong vòng 60 phút. Đây là một điều rất là tiện lợi dành cho những bạn mà có nhu cầu sử dụng chiếc tai nghe để đi du lịch, đi chơi xa, thì mọi người không có sợ về cái phần pin của chiếc tai nghe này. Công nghệ tiếp theo được áp dụng vào chiếc tai nghe này đó chính là công nghệ Monomod. Thì Monomod là sao? Là đối với một số tai nghe khi mà mọi người sử dụng thì mọi người phải sử dụng cùng lúc hai chiếc tai nghe. Nhưng riêng với chiếc tai nghe này, mọi người có thể sử dụng độc lập một chiếc tai nghe vẫn được. Đối với những ai đang sử dụng Android thì mọi người có thể sử dụng một cái tính năng gọi là tính năng Fast Play, để cho cái việc kết nối giữa tai nghe và chiếc điện thoại của mọi người một cách nhanh chóng. Ngoài ra thì mình đang sử dụng chiếc iPhone, thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái ứng dụng để mà mình kết nối giữa cái iPhone mình với chiếc tai nghe này. Đó chính là ứng dụng Yara Soundless. Thì đây là một cái ứng dụng mọi người có thể tùy chỉnh những cái reset, những cái chất âm mà mọi người muốn nghe ở trên cái ứng dụng này. Đó, thì đầu tiên thì bây giờ mình sẽ kết nối thử vào cái ứng dụng này và hướng dẫn cho mọi người sử dụng sơ qua trong cái ứng dụng này. Nó có những cái tính năng rất là hay. Ok, thì để mà kết nối giữa cái tai nghe và chiếc điện thoại của mình á, thì mọi người nhấn giữ vào cái hai cái phím bấm vật lý này đó, để mà chiếc tai nghe nó hiện lên màu xanh chớp chớp như thế này nè. Xong rồi mọi người mới vào cái phần Bluetooth, mọi người tìm kiếm, mọi người nhấn khoảng 3 giây thì nó sẽ chớp cái đèn xanh lên. Ở đây thì mình có kết nối sẵn rồi, mình có cái lưu sẵn rồi. Đây, mình bấm vào đã kết nối. Và tiếp theo thì mình sẽ vào ứng dụng là Yara Soundless. Ok, mình đeo vào chiếc tai nghe để mình trải nghiệm luôn. Ok, thì ở đây cái ứng dụng Yara Soundless này nó sẽ có ở trên đây, nó hiển thị phần trăm pin nè nha mọi người, 100% pin. Đó là có nghĩa là chiếc tai nghe này nó đang đầy pin. Ở đây thì nó có cái chế độ là tự nhiên nè, chế độ nghe bass nhiều, nghe chép nhiều nè, nghe nhẹ nhàng nè. Và đây là chế độ Hear Tone, này là chế độ mà mọi người có thể nghe âm thanh bên ngoài. Khi mà mọi người muốn bật lên thì mọi người có thể bật kiểu vậy cũng được, là ở bên ngoài nói chuyện thì mình sẽ nghe vào. Còn mọi người cái phím tắt nhanh á, thì mọi người nhấn bên phím tay trái á, mọi người nhấn một cái là nó sẽ tự động tắt. Đó, mọi người thấy không, nó sẽ tự động tắt. Rồi, ở trong đây thì nó có rất là nhiều thứ nhưng mà mình chưa có mò, tại vì hiện tại thì mình chỉ có sử dụng một số tính năng cơ bản của nó thôi. Bây giờ mình sẽ vào cái ứng dụng Spotify để mình nghe thử một bài hát. Đây, mình nghe thử, mình nhấn vào mình nghe. Đó. Thì ok. Thì khi mà mình nhấn vào cái bên phải một phát, một nhấn, thì nó sẽ tự động là nó sẽ dừng nhạc và nó phát nhạc. Thì mình nhấn vào. Đó. Mình nhấn vào nó sẽ tự động phát nhạc, và mình muốn dừng lại thì mình nhấn một nút là nó sẽ tự động. Đấy, và cho dù mình tắt màn hình luôn, mình tắt màn hình mình nhấn luôn là nó cũng sẽ tự động phát nhạc. Đó, nó sẽ tự động phát nhạc luôn. Ok. Rồi tiếp theo là khi mà mình muốn tăng âm lượng thì mình có thể là mình nhấn lên. Thì cái bản hướng dẫn của cái ứng dụng này á, thì bên web Thiên Vũ có cập nhật lên. Thì xíu nữa mình sẽ gửi cho mọi người cái đường, mình sẽ chèn cái đường link phía bên dưới, thì mọi người có thể xem. Ở trong đó nó sẽ hướng dẫn đầy đủ những cái phím function, những cái phím lựa chọn của mọi người ở trên chiếc tai nghe này. Ngoài ra thì với 4 cái mic này thì chúng ta có thể làm gì? Ok, và tiếp theo với 4 cái mic này mình sẽ test thử cho mọi người cái phần là mọi người có thể ghi âm ở trên chiếc tai nghe này luôn. 1, 2, 3, 4. Check, 1, 2, 3, 4. Ok. Check. Bây giờ mình sẽ để dưới đây nè. Mình nói, mình ghi âm là từ cái tai nghe nha, chứ không phải là từ cái điện thoại nha. Đây, 1, 2, 3, 4. Mình có thể đi xa ra để cho mọi người nghe thử như thế nào. Mình đi xa ra khoảng tới máy ảnh đi. Ok, rồi, 1, 2, 3, 4. Đánh giá tổng quan về cái chất âm của chiếc tai nghe này thì mình cảm thấy khi mà mình nghe thì mình khá là thích
bởi vì cái âm bass, cái âm hình của nó rất là sâu, nghe âm bass rất là sâu, nghe rất là sướng tai. Cho nên là mà với chỉ mức giá 2.390.000 đang được bán tại Thiên Vũ thì mọi người sở hữu một chiếc tai nghe có quá nhiều tính năng và nó có quá nhiều cái ứng dụng nổi bật như thế này thì mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Sau khi mọi người xem cái video này thì nếu mà mọi người có cái ý kiến gì thì có thể vui lòng để lại ở dưới phần comment của video. Nếu mà mọi người cảm thấy video mình chia sẻ hay bổ ích thì mọi người nhớ like, share, subscribe kênh YouTube của Thiên Vũ. Và để mà đặt mua chiếc tai nghe này thì mọi người có thể lên website Thiên Vũ đặt mua trực tiếp ở trên đó, hoặc là mọi người có thể gọi đến số hotline là 0392844944, hoặc là mọi người có thể đến trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng là 779 Trần Đạo, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để mọi người nghe thử chất âm của chiếc tai nghe này. Và một lần nữa mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những cái video clip tiếp theo.